thành viên boy group đình đám ghen một chuyển hướng thành producer nổi tiếng, cứ ra nhạc là thành hit, được mệnh danh là phù thủy âm nhạc của K pop. Thập niên 90 là thời điểm các nhóm nhạc, ca sĩ thần tượng bắt đầu xuất hiện, góp phần hình thành nên ngành công nghiệp K pop. Rất nhiều ngôi sao ra mắt ở thời điểm ấy, chẳng hạn như Xin Hoa đến giờ vẫn tích cực hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Thế nhưng cũng có người đã lùi về phía sau cánh gà, theo đuổi công việc hậu trường. Teddy Park là một trong số đó. Anh từng là ca sĩ nổi tiếng trong những năm 90, nhưng giờ đây lại là producer hàng đầu của Pop. Teddy từng là ca sĩ nổi tiếng nhưng giờ vô cùng thành công với tư cách nhà sản xuất. Teddy debut vào năm 1998 trong nhóm nhạc hip hop một team của Eagle Entertainment. Nhóm ngay lập tức gặt hái thành công khi album đầu tay của họ là One Time For Your Mind, trở thành một trong những sản phẩm âm nhạc bán chạy nhất năm ấy. Một team là nhóm nhạc nổi tiếng cuối thập niên 90. Qua thời gian, Teddy ngày càng tham gia sâu vào quá trình sản xuất âm nhạc của một team. Anh cũng bắt đầu sáng tác cho rất nhiều nghệ sĩ hoạt động tại IG, vào thời điểm đó, trong đó có Di Xin. Ngoài một team thì Di Xin là nhóm nhạc đầu tiên được Te đi nhúng tay sáng tác. Khi một team tạm ngừng hoạt động vào năm 2006, Te đi quyết định hoàn toàn chuyển hướng trở thành producer. Anh trở thành nhà sản xuất của loạt nghệ sĩ nổi tiếng của IG như C7N và BIGBANG. Trong giai đoạn năm 2004 đến 2006, các bản hit như Passion, La la la, C7N hay We Belong Together, Sunset Glow Bang đều do anh sáng tác. Passion MV C7N, Sunset Glow MV Big Bang. Khi dự án Hai n Một hình thành vào năm 2009, Teddy trở thành nhà sản xuất chính cho bốn cô gái tài năng cựu thành viên một team đã tham gia sáng tác vô số ca khúc làm nên tên tuổi của hai ne một như phai i don't care i am the best lunly trong đó i don't care còn xuất sắc giúp hai ne một đạt d sang ca khúc của năm tại lễ trao giải mama 2009 ngay khi nhóm còn là tân binh hai ne một gặt hái vô số thành công khi còn là tân binh là nhờ sự hậu thuẫn lớn của teddy i don't care hai ne một âm nhạc của teddy được đánh giá cao vì sự độc đáo cá tính và phần bít gây nghiện các bài hát do producer sinh năm 1978 phù phép, thường xuyên trở thành hit lớn, giúp anh được mệnh danh là phù thủy âm nhạc của pop. Teddy thậm chí từng được Lady Gaga mời sản xuất âm nhạc cho cô, thế nhưng khi đó anh đã từ chối với lý do muốn tập trung cho hai nem một. Dù vậy trong một cuộc phỏng vấn Teddy đã tiết lộ rằng, anh chỉ làm việc với đối phương khi hiểu rõ về người ấy. Teddy từng từ chối lời đề nghị hợp tác của Lady Gaga. Sunmi là một trong những nghệ sĩ ngoài YG hiếm hoi có cơ hội hợp tác với Teddy ở lĩnh vực âm nhạc. Hai ca khúc Gashina và Halloween mà cựu thành viên một team sản xuất cho cô đều trở thành hit lớn, giúp Sunmi vụt sáng thành nữ ca sĩ solo hàng đầu pop. Gashina MV Sunmi Ở thời điểm hiện tại, Teddy là nhà sản xuất chính của Blackpink. Anh chịu trách nhiệm sáng tác vô số ca khúc nổi tiếng của nhóm, chẳng hạn như E!SER, WNBA ra, Love. Blackpink hiện giờ là nghệ sĩ được Teddy chịu trách nhiệm chính. Năm 2015, Teddy mở công ty riêng với tên gọi The Black Label, cùng một producer khác của IG là Kuz. Hiện tại công ty là mái nhà, của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Zion T và Somi. Dù vậy Teddy vẫn chịu trách nhiệm sáng tác cho gà, của IG. Nhiều người suy đoán rằng nếu không có gì thay đổi, Teddy sẽ tiếp tục là nhà sản xuất chính trong album mới của Blackpink. Zion T và Somi hiện giờ là nghệ sĩ do The Black Label quản lý. Nguồn tham khảo, kilobyte, nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.